gì rồi. Chiều mà trúng mà chú quay lại nha chú. Con ủa chú sao chú dậy được này chú quay lại. Dạ hết rồi vậy. Thấy thương không? Rồi. Đổi 3 tờ số xong. Hoàn tất nguyện vọng của mình. Nguyện vọng là để 3 tờ đó đổi rồi ủng hộ lại. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn mình quay cảnh mua vé số nè, mấy bạn thấy không? Nhà lũng hết nè, mua số cầu mai đó. Bạn mua bông ủng hộ tiếp đó. Nhà lũng chân đó. Thiệt nó thiệt bộ nhà lũng chân. Nhà lũng chân nè. Nhà cây ở nhà, giữa đồng thì gió bay mất tiêu rồi đó. Nhà chanh vách lá. Đó. Ra thôi đi cho ta mua tiếp. Chanh vách lá. Hai bên nhà tường không nè, thấy không? Chỉ có nhà này là lũng chân đó. Chứ đâu có sung sướng gì đâu. Đó rồi xin nghề tử nghiệp, xin ra cái nghiệp bán bông thôi. Chứ có gì đâu. Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem. Chúc mấy bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye.